Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ tháng 8 năm 2023, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Từ đó, các cơ sở hội trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở, xin ý kiến cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tổ chức đại hội, đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, đúng quy định. Đại hội điểm cấp xã diễn ra tại Bình Phú, thành phố Bến Tre và Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vào ngày 21 và 25 tháng 1 năm 2024. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh tổ chức thành công 157 trên 157 đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, phường, thị trấn. Đại hội điểm cấp huyện diễn ra tại Mỏ Cày Bắc vào ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2024. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2024, hoàn thành đại hội tại 11 trên 11 đơn vị cấp huyện và 2 trường cao đẳng. Qua đó đã chọn cử 298 cán bộ, hội viên tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện nhiệm kỳ mới, kịp thời cơ cấu công an chính quy tham gia vào Ủy ban hội và kiêm nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. 100% đại hội các xã, phường, thị trấn cũng đã hiệp thương chọn cử chủ tịch hội trực tiếp tại đại hội. Các cấp hội sẵn sàng cho đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2024. Kính thưa quý khán giả, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đang bước vào kỳ đại hội thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Để đại hội diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của thanh niên toàn tỉnh. Trong chương trình này, xin trân trọng giới thiệu anh Phan Thanh Trẻ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ có những định hướng trước thềm đại hội. Xin chào anh Phan Thanh Trẻ, anh có thể đánh giá các kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7. Xin chào quý khán giả, xin chào Thanh Đồng. Đến nay thì Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở cũng như cấp huyện đã hoàn thành theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Các cấp bộ hội thì đã tiếp tục thực hiện những bước cuối cùng để sẵn sàng cho đại hội cấp tỉnh vào tháng 10 tới đây. Trong đó thì công tác nhân sự thì được chuẩn bị đúng quy trình. Sự đồng thuận cao của cấp ủy và việc hiệp thương nhân sự thì đảm bảo cơ cấu, số lượng tiêu chuẩn. Về công tác tuyên truyền của đại hội thì cũng được thực hiện từ rất là sớm. Với nhiều hình thức trực quan sinh động đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đại hội trong hội viên thanh niên. Đặc biệt là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đã phát động nhiều chương trình phong trào thi đua gắn với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện. Các cấp bộ hội thì cũng đã hưởng ứng triển khai nhiều công trình thanh niên thiết thực để chào mừng đại hội. Tiêu biểu như là công trình thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn, công trình tiếp sức em đến trường, nhà vệ sinh cho em, sân trường cho em, lớp học cho em, công trình đường cờ tổ quốc, công trình máy ấm thanh niên, cầu thanh niên, đường thanh niên và nhiều công trình khác. Như vậy đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh đã sẵn sàng. Xin anh cho biết thêm một số định hướng chính của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đối với công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới như thế nào? Có thể thấy, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh đạt được những kết quả rất khả quan trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh hiện tại, với sự phát triển và tác động mạnh mẽ của công nghệ số, chúng tôi nhận thấy rằng việc hiểu rõ và làm chủ công nghệ sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với thanh niên trong cuộc sống, lao động, học tập, cũng như hỗ trợ cộng đồng. Thực tế cũng đòi hỏi tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần mạnh dạn đổi mới, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên thời đại số, trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thanh niên Bến Tre, phát huy sức trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Do đó, trong nhiệm kỳ mới, Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đề ra khẩu hiệu hành động Thanh niên Bến Tre đoàn kết, khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 với 4 nhiệm vụ đột phá. 1. Triển khai đồng bộ phương châm 3 mở rộng. 2. Là xây dựng Bến Tre xanh, nông thôn mới, đô thị văn minh. Thứ 3. Là xây dựng thế hệ thanh niên đồng khởi tiêu biểu với 4 hệ giá trị cốt lõi: yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo, tình nguyện, tự tin, lập thân, lập nghiệp.
và thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững lý luận, giỏi kỹ năng, có uy tín, năng lực đoàn kết, tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên trên địa bàn. Trong đó, phong trào ba mở rộng sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên địa bàn của toàn tỉnh. Thứ nhất là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động, công tác hội và thực hiện các phần việc góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thứ hai là mở rộng liên kết trong các tổ chức, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc của hội để phát huy thế mạnh, đặc thù của từng đơn vị, cũng như là kết hợp với các câu lạc bộ, đội nhóm để cùng tương hỗ, cùng phát triển và xây dựng câu lạc bộ, đội nhóm mạnh về chất và số lượng và hình thành được những mô hình tiêu biểu để chào mừng đại hội. Và thứ ba là mở rộng liên kết giữa tổ chức hội với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức ngoại giao, hữu nghị, hiệp hội, hội để làm phong phú các hoạt động của hội và mang lợi ích chung cho xã hội và sự phát triển của tỉnh nhà. Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7 nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm đại hội, Ủy ban hội các cấp có triển khai các hoạt động hưởng ứng như thế nào thưa anh? Hướng đến đại hội, Ủy ban hội các cấp sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, như là tổ chức hội thi hát quốc ca, hội ca, hội thi tiếng hát thanh niên Bến Tre, cũng như là tổ chức đa dạng các công trình thanh niên gắn với giao thông nông thôn, các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội với các hình thức trực quan, tuyên truyền trên các kênh mạng xã hội của đoàn, của hội, cũng như là phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố, tuyên truyền hoạt động hướng đến đại hội của các cấp, bộ hội từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là Ủy ban Hội tỉnh đã mở chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 trên fanpage Tuổi Trẻ Bến Tre, fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre và kênh Zalo OA Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre nhằm đăng tải các tin bài về các hoạt động chuẩn bị đại hội. Bằng sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên thanh niên, thông qua việc tích cực hưởng ứng các hoạt động, ra sức thi đua, tham gia các công trình phần việc chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Chúng tôi tin tưởng rằng và kỳ vọng rằng các cấp bộ hội trong toàn tỉnh sẽ vận dụng trí tuệ, kinh nghiệm để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới, để tổ chức hội sẽ tiếp tục là cầu nối, là ngôi nhà chung và là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên cùng nhau xây dựng quê hương Bến Tre giàu mạnh, văn minh. Kính thưa quý khán giả, qua những chia sẻ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre Phan Thanh Trẻ cùng với sự kỳ vọng của thanh niên tỉnh nhà, chúng ta có thể tin tưởng vào một đại hội 7 với nhiều đổi mới và phát triển, thật sự là đại hội của thanh niên thời đại công nghệ số. Xin cảm ơn anh Phan Thanh Trẻ đã dành thời gian cho chương trình. Xin chúc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.